Tâm chúng ta hiện nay là tâm tán loạn. Từ sáng đến tối suy nghĩ lung tung. Chỉ tâm nhất xứ là gì? Tôi dừng lại ở nơi Phật A-di-đà, suy nghĩ hay khởi tâm động niệm, toàn là Phật A-di-đà. Ngoài Phật A-di-đà ra thì không có gì nữa. Như vậy gọi là chỉ tâm một chỗ. Cái ta không còn, ta chính là Phật A-di-đà, Phật A-di-đà chính là ta. Được như vậy thì không có gì chẳng làm được. Những gì Phật A Di Đà làm được thì ta cũng làm được. Bộ kinh Vô Lượng Thọ này nói gì? Chẳng phải đang nói chính mình đó sao? Không hề nói đến người khác. Đây là thật, không phải giả. Cho nên dẫn dắt chúng sanh an trú vào trong chánh đạo, kiến lập đại tâm. Đại tâm chính là kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, chính là Nam Mô A Di Đà Phật. Đây gọi là an trú. An là bình an. Là bình đẳng, an trụ. An là vĩnh viễn không có thiên tai, không có nguy hiểm.